Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 15 giờ đến 17 giờ ngày 8 tháng 10, khu vực tỉnh Đồng Nai đã có mưa vừa, mưa to như sông Rây 60,4 mm, Tà Lài 53,6 mm. Và từ 18 giờ đến 23 giờ, khu vực tỉnh Đồng Nai tiếp tục có mưa với lượng tích lũy từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 50 mm. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc Đồng Nai đã gần bão hòa, trên 85% hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo nguy cơ trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại Đồng Nai, đặc biệt tại các huyện Tân Phú, Định Quán. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1. Cảnh báo tác động của lũ quét, sạt lở, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy gây ra có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế, gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế xã hội, kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghiễn dòng, các vị trí sung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.